Giới thiệu với anh em là clip số 7. Đây là cây ổi. Cây ổi này là cây ổi găng, gọi là ổi ổi ta. Các bạn thấy là cái ổi này nó có một cái bộ rễ thật là tuyệt vời. Đó, cái thân, cái gốc của nó rất là đẹp. Đó, cái bộ rễ này, này thân này. Đấy. Cây này thì theo mắt thường của mình thì cái vanh của nó được 40. Vanh thân thân này này, còn vanh dưới này thì to lắm. 40. Đó. Và cái dáng tổng thể của nó thì các bạn có thể nhìn qua, mình nuôi ra một chút. Đó. Cái dáng tổng thể của nó là như vậy. Đấy. Cây này cũng đánh về cũng được một thời gian rồi, lên mầm rồi. Đó. Mình sẽ đi quanh quanh một chút để cho bạn nhìn thấy cái dáng của chúng. Đó. Một thân. Dáng này là dáng chùm. Cũng có cành đổ, cũng có cành ngang, cũng có cành trực. Đấy, nhưng mà cái thân và cái vỏ nó rất là đẹp. Đó. Đây. Đấy. Đấy này có một cái viên đá. Đó. Viên đá đang chặn vào cái gốc cây rất là tự nhiên. Đó. Đây là những cái vết sẹo, những cái độ sần sùi của cái cây. Anh em lưu ý là cây này nó cũng khá là to, cũng không biết ai, không ai biết được là bao nhiêu năm rồi. Đó, những cái cành như này. Đó. Cái ổi. Đó. Cái ổi. Cành ngọn. Clip này cái kênh cây công trình bonsai, cây cảnh hàng độc hàng nạ siêu tầm, là clip ok. Đó. Anh em là có thể đăng ký kênh hoặc là alo 0163530592. Bên mình thì chuyên về những cái cây mít, cây sấu, cây lộc vừng, cây khế, cây ổi, nhiều cây, cây xoài, cây me, mẫu đơn, hồng gốc to, lộc vừng, rất nhiều, sim, đó, rất nhiều. Còn tóm lại cây công trình, anh em có thể là không nhìn thấy những cái clip nhưng mà các anh em hỏi, có thể là chúng tôi sẽ có những cái thông tin đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip trên. Hãy đăng ký để đón nhận những cái thông tin mới.